Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là điện thoại FPT S456 đang có mặt tại didongcaocap.vn. Và đây là phần màn hình cảm ứng của máy FPT S456 bị vỡ hỏng khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến màn hình cảm ứng của điện thoại FPT S456 bị vỡ lỗi. Quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của didongcaocap.vn, chúng tôi luôn có sẵn màn hình cảm ứng của điện thoại FPT S456 thay mới cho các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên tại Di động Cao Cấp chấm ngang sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách phục các lỗi sự cố liên quan đến màn hình cảm ứng của FPT S456 nói riêng và tất cả những lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại FPT S456 nói chung. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại FPT S456 tại didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại FPT hàng đầu Việt Nam.